học vấn khủng đáng ngưỡng mộ của biên tập viên thời sự 19 giờ. Người đỗ ba trường đại học, người là thạc sĩ khi mới 20 tuổi. Ban thời sự của VTV đích thị là nơi hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, và điểm chung giữa họ đều có xuất phát điểm cực kỳ xuất sắc. Nói đến chương trình phát sóng lâu đời nhất VTV, chiếm tỷ suất người xem nhiều nhất hiện nay, phải kể đến là các bản tin thời sự. Trong đó, phiên bản phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày được nhiều người quan tâm bởi đây là bản tin tổng hợp những sự kiện nóng nhất trong một ngày. Qua mỗi thời kỳ, khi các thế hệ kỳ cựu lùi về sau, chuyển công tác sang bộ phận mới, thì những biên tập viên trẻ tuổi là 8X, 9X là những người được chọn mặt gửi vàng, giúp giữ lửa để mang thương hiệu thời sự 19 giờ của VTV tiếp tục trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, đem đến những tin tức mới nhất cho khán giả cả nước. Đầu tiên phải kể đến đó là biên tập viên Tiến Anh. Biên tập viên Tiến Anh là một trong ba hậu bối của nhà báo kỳ cựu Quang Minh. Anh ghi điểm khán giả bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và lối dẫn nam tính cuốn hút. Được biết, anh là du học sinh Anh Quốc và đã tốt nghiệp thạc sĩ. Khi trở về Việt Nam, anh nộp đơn vào Microsoft để thực tập. Trong khoảng thời gian này, anh được định hướng thử sức với truyền hình tại VTV4. 6 tháng sau, khi đã quen dần và cảm thấy thích thú với công việc truyền hình, anh xin dừng hẳn công việc đang làm ở Microsoft. Ban đầu, anh công tác ở ban truyền hình đối ngoại. Sau đó 2 năm, anh quyết định chuyển sang ban thời sự, một môi trường khắc nghiệt hơn, nhiều áp lực hơn với bản tin thời sự được sản xuất hàng ngày, hàng giờ. Với những nỗ lực và khả năng của mình, biên tập viên Tiến Anh được nhà đài tin tưởng giao cho trọng trách dẫn dắt bản tin thời sự 19 giờ từ năm 2019. Biên tập viên đáng kể đến thứ hai đó là biên tập viên Khánh Trang. Cũng là một MC dẫn thời sự 19 giờ thế hệ sau này, nhưng biên tập viên Khánh Trang đã kịp tạo dấu ấn cho riêng mình trên sóng truyền hình bởi sự mềm mại, tự nhiên trong cách dẫn dắt. Cô sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, vùng đất học nổi tiếng với nhiều cái tên xuất sắc. Sau đó, cô lên Hà Nội theo học ngành quản trị khách sạn thuộc Đại học Ngoại thương. Cô cho biết, ngày trước cô vừa đi học vừa đi cộng tác với truyền hình. Cô đi theo ekip, quan sát, học hỏi, nắm bắt công việc rồi bắt đầu tham gia dẫn, sản xuất các phóng sự ngắn về văn hóa, du lịch. Được biết, cô có 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với vai trò là phóng viên, biên tập viên, tổ chức sản xuất. Cô có thể tham gia đa dạng lĩnh vực từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế cho đến thể thao. Đến năm 2014, cô chuyển về VTV và chính thức lên sóng ở bản tin thời sự 19 giờ vào năm 2017. Với một người tay ngang chuyển sang làm truyền hình, việc được dẫn dắt một chương trình thời sự có tính chính luận cao khiến biên tập viên Khánh Trang không khỏi tự hào. 3. Là biên tập viên Thu Hà. Được biết, biên tập viên Thu Hà sinh năm 1988. Lần đầu tiên dẫn dắt chương trình thời sự 19 giờ là vào năm 2011. Năm đó, Thu Hà mới 23 tuổi và được xem là biên tập viên thời sự 19 giờ trẻ nhất nhà đài. Tuy nhiên, chỉ dẫn được một thời gian, nữ biên tập viên xinh đẹp đã nói lời chia tay với khán giả. Phải đến năm 2017, Thu Hà mới quay trở lại nhà đài, tiếp tục ở vị trí biên tập viên ở ban thời sự cho đến hiện tại. Sau ngần ấy thời gian lên sóng, biên tập viên Thu Hà đã để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả với lối dẫn nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không kém phần sắc sảo. Được biết, biên tập viên Thu Hà là cựu học sinh của trường Hà Nội Amsterdam. Thu Hà từng đạt giải Miss Duyên Dáng của năm 2005, giải học sinh thanh lịch thành phố. Cô đăng ký thi hai trường đại học là Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu Điện ảnh và đỗ cả hai trường với số điểm 24. Trong đó, cô là thủ khoa khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Tuy nhiên, Thu Hà lại theo học tại trường Đại học Ngoại thương. Ngoài những thông tin về sự nghiệp truyền hình, khán giả sẽ rất bất ngờ khi biết cô từng tham gia và lọt đến top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Thái sư Trần Thủ Độ, Mùa thu không cô đơn,
Ngoài bản tin 19 giờ, biên tập viên Thu Hà còn tham gia dẫn dắt các chương trình khác như Chào buổi sáng, bản tin bất động sản. Tiếp theo là biên tập viên Minh Trang. Biên tập viên Minh Trang dù chỉ mới lên sóng thời sự 19 giờ trong khoảng 3 năm trở lại đây, song cô đã nhanh chóng tạo được thiện cảm đối với khán giả với lối dẫn điềm tĩnh, tươi mới. Được biết, cô tốt nghiệp ngành biên kịch điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhưng sau đó lại có cơ hội bén duyên với nghiệp làm báo. Tại VTV, cô tham gia lên dẫn dắt các bản tin dự báo thời tiết, cuộc sống thường ngày. Đến năm 2018, cô ra mắt khán giả với vai trò người dẫn chương trình thời sự 19 giờ của VTV. Không chỉ công tác ở đài truyền hình, một số thông tin còn cho biết cô đã có bằng thạc sĩ và đang tham gia giảng dạy tại khoa truyền hình của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Biên tập viên Quốc Anh. Biên tập viên Quốc Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ngoài năng khiếu biên tập viên và MC, anh còn am hiểu rất nhiều tiếng ngoại ngữ khác nhau. Khi gia nhập vào VTV, Quốc Anh sớm đã có cơ hội đồng hành với các chương trình lớn như Chào buổi sáng, Quốc gia số. Không chỉ là một biên tập viên tài năng, Quốc Anh còn là người dẫn dắt và phiên dịch các phần thuyết trình của chuyên gia nước ngoài với phần hỏi đáp với các doanh nghiệp với tiếng Trung và tiếng Anh ở nhiều chương trình. Phía sau hậu trường, biên tập viên Quang Anh rất thân thiện với đồng nghiệp của mình. Anh cũng rất chịu khó học hỏi và cầu tiến. Hiện tại, ngoài công việc làm tại kênh truyền hình quốc gia, Quốc Anh còn đang giảng viên bộ môn biên tập nội dung, talk show, các khóa đào tạo kỹ năng mềm. Biên tập viên Linh Thủy. Biên tập viên Linh Thủy được xem là người dẫn bản tin thời sự 19 giờ trẻ nhất hiện tại. Trước đó, cô từng là gương mặt quen thuộc của khán giả ở một số chương trình như Chào buổi sáng, Studio 3. Bởi thế, dù trẻ tuổi nhưng khi lên sóng, cô vẫn rất tự tin và bản lĩnh. Được biết, trước khi làm biên tập viên truyền hình, Linh Thủy đã có một profile học tập siêu khủng. Ngay từ khi còn học cấp 3, cô đã được lựa chọn để đi thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia và đạt thành tích giải nhì vào năm 2010. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Không muốn dừng lại ở tấm bằng cử nhân chất lượng cao của một ngôi trường đình đám, sau này Linh Thủy đã học thêm và có tấm bằng thủ khoa, thạc sĩ điều hành cấp cao, EMBA